giảm cân và đổi đời, Julie Dumba, 58 tuổi, đến từ nước Anh, đã quyết định phẫu thuật thắt dạ dày khi cân nặng của mình đạt ngưỡng 130kg. Ca phẫu thuật cắt bỏ đi 70% dạ dày khi cô tiêu tốn hết 11.000 bảng Anh, khoảng 334 triệu đồng. Không ngờ còn làm cô này mắc thêm bệnh. Chỉ vài giờ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Julie bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Tôi xuất viện về nhà và tiếp tục bị đau bụng dữ dội. Kinh khủng nhất là mỗi lần ăn gì vào là những cơn đau sẽ càng nghiêm trọng hơn. Julie bị giảm 2/3 cân nặng trong năm đó vì bị suy dinh dưỡng và thiếu các vitamin cần thiết. Hiện tại cơ thể da bọc xương chỉ vỏn vẹn 38kg đối với Julie thật sự là một cơn ác mộng. Tôi không dám soi gương, cũng không dám đi đâu cả. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình là những thứ xương xấu này. Bạn có thể thấy xương của tôi nhô ra, thật kinh khủng. Đã từng có chuyên gia dinh dưỡng giật mình khi thấy tình trạng thừa sống thiếu chết của Julie. Hiện cô nàng đang trong quá trình điều trị mới. Tuy nhiên, những tác dụng phụ của ca phẫu thuật trước đây khiến việc phục hồi sức khỏe của Julie gặp nhiều trở ngại. Cô cũng phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật nữa để mở rộng lại dạ dày. Julie phải tuân theo chế độ ăn dung nạp 5.000 calo mỗi ngày, gấp đôi so với mức trung bình của một người phụ nữ bình thường. Gần đây, cô đã có dấu hiệu tăng cân nhẹ, nhưng nhìn vào 40 loại thuốc khác nhau ảnh hưởng đến xương, cân bằng thị lực và khả năng vận động mà cô uống hàng ngày, nhiều người không khỏi khóc thét. Julie hối hận và cho biết bản thân không lường được hậu quả khủng khiếp của việc phẫu thuật thắt dạ dày.